Hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một tựa game cũng khá là nổi tiếng trên máy tính các bạn. Đó là game Euro Truck Simulator 2. Nhưng mà đối với cái tựa game đó thì trên phiên bản điện thoại nó chưa có. Thì hôm nay là chia sẻ đến các bạn một cái phiên bản mà dành cho điện thoại, đó là Truck Simulator Euro. À, nó ngược lại vậy. Nhưng mà nó đồ họa nó cũng không kém. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào nha. À, các bạn thấy không? Truck Simulator Euro 2. Đó, nó cũng không khác gì cái kia đâu. À, bây giờ các bạn xem này. Mình sẽ review sơ cho các bạn xem nha. Đó. Ok, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái giao diện của game nha. Thì phía bên góc trái trên cùng á, ba chấm này, các bạn nhấp vào thì nó có cái chế độ bóng ưu tiên nè, đèn ưu tiên nè, đèn chớp ưu tiên. Thứ hai nữa là cần gạt nước này. Thôi mình sẽ về các bạn đó. Cần gạt nước là nó gạt nước khi mà các bạn còn phím thứ ba là khóa xe các bạn. Thì đó, rồi mình nhấp. Ở dưới này thì có vô lăng này, vô lăng và đèn xanh, đèn xi nhan này. Bật cái còi chính giữa này. Rồi tắt xi nhan đi. Ở dưới này nó có đồng hồ đo vận tốc và đồng hồ nó thể hiện tỷ số các bạn đang đứng D2 này, và cái đồng hồ xăng. Đó. Và phía trên đây thì các bạn thấy nó có đèn này, đèn pha này, đó, đèn pha và cái biểu tượng xe cần cẩu kéo này, đó là khi trợ giúp các bạn không thể nào đi được nữa, bị kẹt xe hay gì đó thì bạn nhấp vào thì nó sẽ kéo xe bạn về cái gara. Và đây là cái đồng hồ, cái map GPS, và cái đó là cái chế độ góc nhìn camera. Hiện tại đang góc nhìn tự do là 1/3 này, 2/3 là cố định, và 3/3 là cái trong cái buồng lái, các bạn thấy không? Và nãy cái cần gạt nước nó đang xuyên đây đang hoạt động đó. Rồi phía bên này là có thắng này và thắng hơi bạn thấy không? Lúc bạn chạy thì bạn thắng, nó sẽ kêu. Còn ở đây là chân 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 sau chân số này, chân chân ga này. Và phía trên này á, khi mà các bạn chạy vận tốc bao nhiêu đó các bạn nhấp trên này thì nó sẽ khóa vận tốc hiện tại đang chạy của bạn để nó giữ mức ổn định. Và chữ D phía trên này là hiện tại đang số tự động của bạn, số lùi và số tới, nó hai số thôi. Nếu mà các bạn chọn ở dạng hộp số này, mình bấm ra chọn control này, control và chọn chế độ manual này, minion này, country này, thì đây nó có số nhiều chế độ số này, BDB này, N này, nó nhiều dạng số, nhưng mà cái đó rất khó, các bạn chỉ chọn số tự động chạy cho nó dễ. Và khi nào mà các bạn có vô lăng nữa các bạn mới dùng thôi. Và bây giờ mình sẽ vào gara nha, vào gara để mình mua xe. Bấm dấu hai gạch trên đây và chọn gara. Thì ở đây mình có mua mấy chiếc xe rồi á. Ở đây là dạng chọn mua hết những xe này nha. Và hiện tại là mình đang chọn những xe màu vàng, bây giờ mình chọn xe màu 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 màu. Chiếc xe này đi. À, chiếc xe này gần giống chiếc xe Mercedes vậy. Drive vào đây. Chọn lái nó thì nó sẽ hiển thị ở ngoài này, bấm continue nó sẽ hiển thị ở ngoài này. Đó, bạn thấy không? Thì để mà thay đổi cái màu xe các bạn bấm vào tiếp chọn Customize này, chat này, Customize chat này, bấm vào thì đây nó giúp cho bạn sơn xe các kiểu, rồi nó sẽ đây này, nó thêm các trang bị thêm những cái ok, nó trang bị thêm những cái vật dụng á. Vào tiếp tục. Rồi đây này á, thì cái đó phần chỉnh sửa mà các bạn muốn xem như thế nào thì mình chỉnh sửa theo cái phần đó, mình không nói thêm nha.
Rồi giờ continue. Và bây giờ mình sẽ chọn mua thêm cái đây. Cái C. Mình chọn mua thêm cái thùng C các bạn. Yes, mua hết những thùng C này đi. Mình mua hết. Mua hết để mình sẽ có những cái trải nghiệm khi mà mình làm nhiệm vụ mình chở những chiếc xe mua hết. Hiện tại thì game đang có chế độ cho mua miễn phí nha, các bạn cứ mua miễn phí nha. Đó, rồi thì giờ chọn thùng hàng mát này đi. Rồi continue, mua hết những thùng hàng đó. Và để mà chạy thì các bạn chạy tới này, bây giờ mình chỉ chạy tới mình chỉ chạy tới, bật đèn lên này, chạy tới. Hiện tại đang xe là ngày ban đêm nhưng mà như này tối nha. Rồi yes, các bạn chọn show job có nghĩa là hiển thị danh sách công việc, thì bạn chọn yes này, nó hiển thị lên một số cái địa điểm này. Và xe này thì bạn chọn cái xe nào, mình chọn chở cái chỗ giờ chọn chở cái máy ủi này đi. Thì xem đã chọn xong rồi lấy get job. Đây nó có những danh mục mà các bạn muốn, nếu mà muốn thay đổi cái danh sách đó, thì bạn bấm tên dấu hai mũi tên này này, nó sẽ thay đổi lại cho bạn, nó cho bạn chọn những cái xe khác. Thì giờ mình chọn cái xe này đó, bên này này get job là chọn tới cái hành trình của bạn, get job yes đó, nó đã khóa công việc của các bạn rồi. Rồi giờ tiếp theo là các bạn tiếp tục này, bấm tiếp tục. À, thì bên ngoài các bạn thấy không, nó hiện ra một cái đuôi xe để mình lùi cái này vào và mình làm nhiệm vụ các bạn. Thì công việc là sẽ lùi lại, bây giờ mình sẽ dê xe nha. Dê xe thì mình sẽ bấm số R này. Dê từ từ thôi. Hoặc là các bạn cho góc nhìn thứ nhất đi. Hả, mình nhìn theo gương chiếu hậu cho nó ngầu. Hả, chính rồi đó các bạn. Xíu nữa. Lên xíu nữa các bạn. Rồi, yeah. Rồi nó có hiện cái nó có hình khóa trên đây này, hình khóa chỗ vô lăng các bạn bấm khóa. Rồi nó đã khóa rồi, mình ra xem thế nha. Đó, bạn thấy nó khóa cái. Rồi bây giờ hành trình của mình là mình đi theo cái hướng dẫn của cái map dưới này. Ok, giờ mình sẽ đi nha. Xe rất đẹp các bạn. Nói chung là bạn nào chưa có điều kiện mà lái trên cái, hôm nay trời rất là mưa, trời mưa rất to. Bạn nào chưa có điều kiện lái trên cái máy tính thì đây là một cái phiên bản ATS2 trên mobile rất là hay. Đó, công việc của mình là mình di chuyển và mình qua cái bãi đáp bên kia. Đó, rất đẹp luôn. Trời, nói chung mình thích cái tựa game này lắm luôn các bạn ơi. Mình cũng đang đầu tư cái vô lăng đó mình làm trên vi tính. Và sau khi biết cái game này thì mình cũng rất là thích. À, thì bên đây là cái trạm sửa chữa nha. Bây giờ mình sẽ vào cái trạm sửa chữa trước. Mình coi thử là nó có cái gì nha. À, thì nó bắt mình là xem video hoặc là trả tiền 3 đồng trả luôn đi. À, thì đến là đã sao là có nghĩa là đã sửa xong xe rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dê xe nha, dê xe mình tiếp tục hành trình nha. Cái container thì nó khác cái xe máy nha các bạn. Cái này xe đầu kéo thì các bạn khi mà lùi xe các bạn phải để ý là lùi mà bạn đánh lái qua lại luôn, chứ đánh lái một hướng là nó sẽ chệch cái đường lái. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới này, của hết cỡ này.
Rồi góc nhìn thứ nhất mình đi cho nó thoải mái nè. Đó, điện pha sáng hơn đó, rất là đẹp các bạn ha. Trời đang mưa cho nên là mình sẽ sử dụng cần gạt nha. Đó, cần gạt nó gạt á, thấy không? Ở phía sau các bạn vẫn nhìn thấy cái đuôi xe. Rồi rồi rồi, sắm xét. Wow, sắm xét quá cái nồi. Đó. Thì các bạn xem video nhớ like share video giúp mình nha, và đừng quên đăng ký kênh để nhận để lại thông báo, nhấn thêm cái chuông nữa để nhận thông báo khi mình làm cái video mới nha các bạn. Đó. Hồ đèn xanh đỏ, dừng lại đó. Rồi quẹo phải nha các bạn. Giờ ban đêm nhưng mà mình không thấy cái đuôi xe, chứ nếu ban ngày các bạn thấy đuôi xe nó cua đẹp lắm. Ok, rồi mình tiếp tục hành trình. Nói chung là hành trình này nó cũng tương đối nó dài, nhưng mà mình được trải nghiệm qua cái cảm giác thật khi mà lái chiếc xe đi trên cái đoạn đường trường mà rất là đẹp như vậy. Cái mod rất là đẹp luôn, map cũng tuyệt vời luôn đó. Thì đây là một cái phiên bản có thể nói là rất á chết rồi, sai mình sai cơ bản rồi các bạn. Mình đi ngược cái đường rồi, mình đi không đúng cái làn đường rồi, hèn chi nãy mình thấy cái báo hiệu. What the hell. Ok, mình sẽ kiếm cái ngã tư này đó. Xin lỗi nha, trời, xe chạy ngược chiều mới ghê chứ. Rồi sai rồi, mình phải dừng lại chỗ kia để mình xuống cái đường chỗ kia đó. Mình lên cầu sẽ mình rẽ xuống. Này nó vẫn tiếp này, chắc là phải đi một đoạn ngược chiều đó bạn. Rồi bày hết sức. Ok, đâm lao cho lao luôn. Anh đang bị lạc đường. Em cần đường để trở về với làng vườn bên kia, nhưng mà bây giờ không biết như thế nào. Phải tạm thời chạy thêm một đoạn nữa, quý vị ơi. Tại vì chỗ đây nó có con lươn, nếu mà không có con lươn thì mình đã lên rồi. Mình đã leo lên qua kia rồi. Đó, các bạn nhìn theo gương 29 phía hậu nè, cánh lề nha. Rất tuyệt vời luôn. Mình phải đi trong lập đi đoạn đường mà kia mà. Mắt mưa rồi tắt cái thằng gạt đi. Tầm tới chưa? Rồi mình gần tới cái gì rồi. Bên trái nó có cả xăng thằng không? Nó là điểm đổ xăng rồi. Nhưng mà giờ kia mình vẫn còn xăng, giờ quan trọng là tìm cái đường qua kia. Nhưng mà không có đường nữa. Ờ, gần tới đường dân dâu và mình thấy đường ngang trước này. Nhưng mà hình như nó có cái chỗ. Wow, trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này mình lái bằng này rất đẹp luôn các bạn. Ôi, cái thùng xe nó lắc quá nha. Nó mới bị tai vô cái thành lan can cho nên nó lắc rất là nhiều. Ôi, hình như là mình tắt cái tiếng rồi, để mình nâng cái tiếng lên được. Mình xếp chân ra. Ủa, nó có nhạc. Mình lại không thích nhạc các bạn.
sao tắt nhạc đây? Belum. Ok, tiếp tục đi. Thôi. Cái vụ nhạc phải mình nghiên cứu sau. Phải tìm một cái đó điểm nối các bạn, để mình qua bên cái đường ngã tư ngã ba gì đó, mình qua bên cái đường mình đi chạy này nó chỉ biết. Ồ, bên kia có một cái giống nhau như giống mình này. Wow. Chưa hay xem xong luôn. Hai xe đua nhau các bạn. Đầu xe màu xanh luôn, ghê chứ. Mà đầu xe trắng ba luôn. Ồ, chiếc xe kia nó lên kia rồi. Chết rồi. Sai cơ bản rồi. Làm sao ta phi thăng qua đây? Khoan, đợi xíu. Ok. Rồi mình phải đi ngược chiều chỗ này được. Rồi. Đó, mình vô đúng đường đó các bạn. Ok. Đó, gieo đúng đường này đi, nó mới thoải mái không? Tuyệt vời làm sao? Trời mưa nữa rồi. Đó, bây giờ mình bấm cái dấu màu xanh luôn là nó đang cài dạng cái vòng tóc mình mặc định các bạn. Cho nên là vòng tóc, để coi vòng tóc bao nhiêu nè. Quá tuyệt vời. Cho chị chậm lại mới được. Rồi. Ok. Thôi như vậy là Úi giá chuyện gì thế vậy? What the hell. Trời đất ơi, đang chạy đi lộn ngực mèo. Dừng video đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau, mình sẽ review xem nha. Review cho các bạn xem tiếp theo nha. Ok mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nhớ like, share video và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông nữa nha mọi người.